Chào các bạn đến với khóa học ASP.NET Core 5.0 MVC học từ đầu. Trong bài học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng với các bạn đi khám phá cấu trúc của project ASP.NET Core MVC để cùng tìm hiểu xem với cấu trúc của ASP.NET Core MVC nó sẽ chứa những thành phần như thế nào và từ đó chúng ta đi tìm hiểu tầm quan trọng của từng thành phần nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ mở Visual Studio lên này. Đây là project mà chúng ta đã tạo ở trong các bài học trước. Thì tôi cũng không nói lại cách tạo project ASP.NET Core MVC như thế nào nhé. Nếu bạn nào quên hay là không nhớ rõ cách tạo project thì chúng ta có thể xem và tham khảo lại các video bài học trước. Ở trong cửa sổ Solution Explorer, chúng ta sẽ có cái thanh điều hướng Navigation ở trên top nhé. Chúng ta sẽ có Back này, Forward, Home, Switch View. Khi bạn click vào Switch View thì nó sẽ chuyển đổi cái chế độ View ở trong cái cửa sổ Solution Explorer cho chúng ta. Thay vì hiển thị toàn bộ source code ở dạng Content Tree thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường dẫn Folder View này và tên file. Bạn click lại cái nút Switch View để trở về cái dạng View của Content Tree. Tiếp theo chúng ta có chế độ là Open File Filter. Thì chức năng Open File Filter đây thì nó sẽ giúp chúng ta filter những cái file pending change. Có nghĩa là khi bạn kết nối với bất kỳ một cái công cụ quản lý mã nguồn thứ ba như là Git này, Bitbucket này, GitHub này, GitLab vân vân thì bạn phải làm các động tác như là check in, check out code từ cái công cụ quản lý mã nguồn đó về máy tính của các bạn ấy. Thì khi bạn đã check in toàn bộ nội dung lên trên cái công cụ quản lý đó rồi thì khi bạn có bất kỳ thay đổi gì ở trên cái mã nguồn ở phía local PC của các bạn thì nó sẽ hiển thị là kiểu pending change. Bạn bắt buộc phải commit những nội dung đó lên trên cái Git repository ở trên online thì từ đó là những cái thành viên khác, những member khác ở trong dự án của bạn sẽ có thể nhận được cái file đó bằng cách lấy nội dung từ ở trên cloud về. Đấy là cơ chế quản lý những pending change và sharing file giữa các team member hay là giữa các dự án mà có nhiều hơn một người cùng làm việc với nhau. Tiếp theo nữa chúng ta có chức năng là Sync with Active Document. Một chức năng này là cực kỳ là hay này. Thì tôi mở các file lên và tôi sẽ demo chức năng này cho các bạn nhé. Thì tôi mở rất nhiều lên. Tôi lấy ví dụ khi bạn làm việc ở trong một dự án cực kỳ lớn này mà rất nhiều file ở trong một cái project hay là mình có rất nhiều project ở trong cái solution này. Ví dụ khi chúng ta mở đến cái file là arrowviewmodel.cs này. Đây chúng ta xem nội dung rồi. Bây giờ tôi muốn là xem cái file này nó nằm ở đâu ở trong phần content tree này ấy. Thì chúng ta vẫn có thể tìm được, vẫn được lần mò mò tìm được. Tuy nhiên là mất khá nhiều thời gian. Thì thay vì chúng ta phải lần mò tìm kiếm mất nhiều thời gian, chúng ta phải click vào nút Sync with Active Document. Có nghĩa là lúc này là gì? Nó sẽ tự động dựa vào cái Active Document này. Đây là cái document mà chúng ta đang sử dụng, hay gọi là Active Document. Khi click vào nút Sync thì nó sẽ tự động tìm kiếm cái file ở trong Content Tree của chúng ta. Công cụ này cực kỳ hữu ích khi bạn mở một cái file, một cái tệp bất kỳ nằm trong các folder sâu, có level cực kỳ sâu thì nó sẽ hữu ích cho bạn rất nhiều nhé. Tương tự như vậy thì phần program này, startup này. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần collab on. Click vào đây thì nó sẽ thu bạn đang mở expand tất cả các folder có chứa các folder con bên trong ra ấy. Mình click vào cái chức năng này sẽ tự động thu lại hết cho các bạn. Bạn phải ấn vào đây, ấn vào các mũi tên này để mình mở nó ra. Nhớ tôi demo lại nhé. Collab on luôn. Thì tất cả thu lại. Thông thường thì nó sẽ có collab này xong expand luôn ở đây. Tuy nhiên ở trong Visual Studio nó chỉ hỗ trợ một chức năng là collab thôi. Nó không có chế độ expand này mở ra đâu cho các bạn đâu. Bên cạnh collab on thì chúng ta sẽ có chức năng show on files. Show on files đây có nghĩa là tất cả các folder vật lý. Đây này tôi sẽ mở lên các folder vật lý trên máy tính của tôi nhé. Thì bạn kích chuột phải vào trong phần project này, mình sẽ lựa chọn là Open Folder in File Explorer nhé. Lúc này nó sẽ mở đến cái mã nguồn của chúng ta. Đây rồi. Mặc định nó sẽ có tất tất cả những cái folder.
Khi bạn click vào nút Show All File, có nghĩa là tất cả những cái folder, cả folder ẩn, folder không ẩn sẽ hiển thị ở trên cái Solution Explorer Content Tree này của các bạn. Bạn để ý, ở đây tôi sẽ có những cái file, những cái folder như config này, bin này, object này thì đang bị hiển thị mờ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái folder này đã không được add vào trong cái solution của chúng ta. Tại sao nó không được add? Vì đây là những cái folder này nó sẽ có thể thay đổi, nội dung nó thay đổi trong quá trình chúng ta build dự án này, hay là trong quá trình runtime. Do đó chúng ta không nên add nó vào trong cái dự án của chúng ta, không nên add vào trong cái solution của chúng ta. Vậy có cách nào chúng ta add vào trong cái solution của chúng ta không? Câu trả lời là có nhé. Bạn click vào object này, nó sẽ có include in project. Khi bạn add vào trong project của mình rồi thì folder nó sẽ chuyển từ chế độ mờ sang chế độ màu vàng luôn này. Ngược lại thì bạn sẽ exclude thôi nhé. Thì thông thường những folder mà sync tự động như vậy thì chúng ta không nên add vào trong project. Bạn muốn ẩn nó đi thì bạn ấn ngược lại vào show all file, ẩn đi thôi. Chúng ta sẽ có file netting enable active setting by default. Tôi ấn lại này. Có nghĩa là nó sẽ không group tất cả những cái file lại với nhau. Ở đây bạn để ý chúng ta sẽ có phần là app setting.json thì nó sẽ có cái file tiếp theo là app setting.development.json. Mặc định thì thằng này này sẽ nằm bên trong cái app setting.json. À. Thì bạn nên bật chức năng này lên để nó tự gom nhóm cấu trúc cha con có các file cho chúng ta, như vậy sẽ tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần property. Property này để xem cái thuộc tính của các file, cái item mà mình đang select thôi. Thì nó cũng chính là cái kích chuột phải trong lựa chọn property này. Đấy. Tương tự như này cũng vậy. Giống như đây là một cái shortcut đây là một cái shortcut thôi, giúp chúng ta có thể view được một cái property của bất kỳ một cái item nào đó nhanh hơn thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần preview selected item. Chức năng này cũng khá là hay, đối với tôi thực sự thấy là khá hay. Tôi lấy ví dụ, bạn select vào cái, để tôi tắt tất cả các file đấy nhé, thì nó sẽ nhìn rõ hơn này. Khi bạn mở rất nhiều file ở đây, thay vì đi tắt từng file một, vân vân cờ lâu từng file một thế này cũng được, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Thì chúng ta có thể kích chuột phải vào đây, bất kỳ một cái file nào đó, và close all tab. Có rất nhiều option nhé. Close này là chỉ close nguyên cái file đấy này. Close all tab là close tất cả này. Close all but tool window. Close all but this. À, giữ nguyên cái này lại. Close all thôi. Đây bây giờ tôi close all rồi. Thì để đi test cái chức năng là preview selected item, tôi lấy ví dụ tôi select cái program.cs này. Thì nó sẽ hiển thị cửa sổ preview, hiển thị nhanh, tôi có thể nhìn được cái nội dung của file này ở bên tay trái của tôi. Thì khá là hữu ích. Thay vì chúng ta phải đi double click để chúng ta mở file ra lên để nhìn nội dung, nó sẽ mất thêm công đoạn và chúng ta phải close nó đi. Đấy. Thì ở đây chúng ta cần select thì nó đã hiển thị nội dung đây rồi. Nhiều người sẽ không thích tính năng này, nhưng đối với cá nhân tôi thì thấy khá là hữu ích, nên tôi rất hay sử dụng cái tính năng preview này. Startup này, app setting này. Chúng ta đã vừa đi qua tất cả các thanh điều hướng navigation ở trên menu đây rồi. Bên dưới thanh điều hướng chúng ta sẽ có ô Search Solution Explorer. Ở đây như một cái chức năng filter đây, hay là chúng ta tìm kiếm nội dung một cách nhanh chóng. Tôi lấy ví dụ tôi muốn tìm kiếm cái file là program, enter. Thì nó sẽ mặc định filter cho chúng ta cái nội dung rồi, những cái nội dung liên quan đến cái keyword mà tôi muốn tìm kiếm ở đây. Ok. Tiếp theo ở bên dưới ô search box chúng ta sẽ có solution. Phần solution chúng ta sẽ có solution name này. Bên dưới solution name là project name. Mặc định thì cái một solution có thể chứa rất nhiều project. Ở đây hiện tại trong cái dự án này của chúng ta này, chúng ta chỉ có một project là chiến vũ .NET Core 5.0 free training thôi. Và tôi có thể tạo được rất nhiều project ở bên trong cái solution này nhé. Bên dưới phần solution chúng ta sẽ có phần project name. Bên trong phần project name chúng ta sẽ có tất tất cả những cái
thư viện này, tất cả những mã nguồn mà cấu tạo nên cái dự án của chúng ta. Và chúng ta sẽ đi chi tiết từng thành phần ở đây nhé. Thì cũng khá nhiều thành phần nên là trong bài học ngày hôm nay tôi sẽ đi cố gắng đi tầm độ một nửa. Đầu tiên ta sẽ có phần Connected Service mở lên này. Thì ở đây chúng ta sẽ có các phần mà chúng ta sẽ connect đến third party service. Ví dụ khi bạn muốn authentication with Azure Active Directory thì bạn click vào đây và bạn follow step by step tất cả các bước ở đây để kết nối được với cái Azure tài khoản của các bạn. Hay tương tự như bạn muốn kết nối với một cái service như là WCF service này hay là Open API vân vân, add vào đây và sau đó mình sẽ điền Open API gRPC, nó một cái API third party thôi, hay là service dependency cloud này. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần dependency. Trong dependency nó sẽ chứa tất cả các gói mà chúng ta được cài đặt từ một cái NuGet server, là một repository cloud, nó chứa tất cả những cái thư viện, những cái gói package mà có thể hỗ trợ cho tất cả các ứng dụng .NET. Đấy. Thay vì ở trước đây nhé, trước đây khi chúng ta chưa có NuGet ấy, thì chúng ta phải đã đi download tất cả các thư viện trên online này. Sau đó chúng ta sẽ phải copy bằng tay add reference nó vào trong solution của chúng ta. Nhưng bây giờ thì không. Thay vì phải đi add bằng tay, thủ công như vậy, mất rất nhiều thời gian, mất nhiều công sức. Đấy. Thì chúng ta sẽ có thể add trực tiếp nó online và nó sẽ tự động tìm kiếm cái bản mà stable, có nghĩa là bản phù hợp nhất, ổn định nhất cho cái dự án của chúng ta. Thì để add được gói package vào trong cái dự án của chúng ta thì chúng ta sẽ click vào cái chuột phải và dependency folder này, select và manage NuGet package, thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ của chúng ta, nó sẽ có chức năng browse này. Trong browse nó sẽ list ra tất tất cả những cái ứng dụng, tất cả những cái thư viện, tất cả những package available trên NuGet. Thì bạn chỉ nhiệm vụ của bạn là chỉ cần tìm kiếm package phù hợp, tìm kiếm package bạn muốn cài đặt, sau đó cài đặt ra thôi. Cài đặt thì cũng cực kỳ đơn giản, bạn select vào đây này, xong install, chọn version phù hợp, sau đó install là xong. Sau khi bạn đã install, bạn cài đặt rồi thì nó sẽ nằm trong cái folder ở trong cái tab là install. Ở đây tôi chưa cài đặt cái package nào hết nên là nó là no package found. Trong trường hợp khi bạn đã cài đặt package cho dự án của bạn rồi ấy, mà khi nó sẽ có version mới thì nó sẽ hiển thị ở trong cái tab là update. Bạn vào đây, bạn thể manage nó và cài đặt những cái latest version cho dự án của các bạn. Tôi sẽ có video hướng dẫn bạn một cách chi tiết ở trong các video sau. Cloud này, analyzer này hay là framework vân vân, nó chứa tất cả từ của NuGet ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần property. Mặc định khi bạn tạo mới project thì nó chỉ có mỗi file launch-setting.json thôi. Đây là file mặc định chứa tất cả các cấu hình về môi trường sau khi chúng ta tạo mới project. Lát nữa tôi sẽ demo dự án và sau tôi sẽ mở cái file này chi tiết cho các bạn xem nhé. Public profile, đây là file này được tạo ra này. Bạn nhớ lại trong các bài học trước thì tôi có hướng dẫn các bạn cách public short code từ Visual Studio đến một folder cấu hình trong EES server. Thì sau khi chúng ta cấu hình public nội dung từ Visual Studio vào trong EES folder thì nó sẽ sinh ngẫu nhiên mặc định ra một cái cấu hình ở file esprofile.pubxml như này. Phần webroot, đây là một cái gọi là folder mặc định, một folder xương sống của cái dự án của chúng ta. Sau khi chúng ta tạo dự án thì nó sẽ tự động tạo cái folder www.root cho chúng ta. Cái folder này nó sẽ làm nhiệm vụ chứa tất cả những cái file gọi là static file này, file tĩnh như CSS này, JS hay những file library khác, Bootstrap, jQuery hay là HTML tĩnh, vân vân. Khi mặc định ở một cái dự án .NET tiêu chuẩn trước đây, ví dụ như .NET Framework hay là .NET Web Form vân vân, chúng ta có thể đặt những cái file static như là CSS, JS, HTML hay các type hay các file third party vân vân ở bất kỳ folder nào cũng được, trong hay ngoài folder root của dự án, thì chúng ta vẫn có thể truy cập được qua cái giao thức là HTTP, HTTPS. Tuy nhiên, ở trong .NET Core ấy, bạn bắt buộc phải đặt toàn bộ những static file, tất cả những file tĩnh đấy ở trong cái folder root của hệ thống.
thì bạn mới có thể truy cập được qua cái giao thức là HTTP hay là HTTPS. Ngược lại, nếu bạn đặt những cái file tính ở cái folder bên ngoài, view này, model hay vân vân, một folder mới, thì bạn không bao giờ truy cập được nó đâu. Đấy, bạn để ý nhé. Thì từ đó chúng ta sẽ có câu hỏi là vậy chúng ta có thể thay đổi, có thể đổi tên được cái folder là www.root hay không? Hay là chúng ta có thể thay vì sử dụng cái folder là www.root, chúng ta có thể tạo một cái folder khác và sau đó assign nó là một cái folder webroot cho dự án được không? Câu trả lời là có nhé. Thì để đổi được folder này chúng ta chỉ cần chuột phải thôi và read name thôi. Bạn đổi nó thoải mái. Tuy nhiên khi bạn đổi tên sang một folder khác thì bạn phải để ý là chúng ta phải update lại cái config cho nó. Thì thay vì đổi nhé, thì tôi sẽ mở cái phần program này. Trước khi tôi có những cái thay đổi thì tôi sẽ chạy lại ứng dụng để xem nó sẽ có những cái gì trước. Chúng ta sẽ so sánh là trước khi đổi vào và sau khi đổi nhé, nó có điểm gì khác nhau. Bạn để ý đây, trước khi chúng ta thay đổi thì nó sẽ có style cái thứ rồi này, cũng không đẹp lắm đâu, nhưng mà nó cũng đã có apply styling cho cái website của chúng ta rồi. Ok, để close này. Thì tôi sẽ mở phần program lên này. Trong phần program, lát nữa tôi sẽ nói chi tiết là những cái method ở trong đây nó làm chức năng làm gì nhé. Bây giờ tôi tạm thời chưa nói, tôi cứ dùng đã. Tôi sẽ có phần web build chấm u web root, sorry, u web root. Tôi truyền một cái tên vào đây. Tôi sẽ có test này, chuyển vs. Thì mặc định ở đây tôi sẽ cấu hình là thay vì tôi đi sử dụng cái web root folder là www.root, thì lúc này tôi tất cả các nội dung static tôi phải đặt trong cái folder là test chiến vs. Tôi chạy lại ứng dụng nhé. Đây tôi có vẻ đang bị lỗi này, lỗi cache này, đang bị lỗi cache trên máy tính này. Chỉ để clear cache cho máy tính của chúng ta thì ấn Ctrl F5 đồng thời nhé. Để clear cache đi. Bạn nhớ là khi bạn lập trình web ấy, thì rất nhiều cache ở trên máy tính của bạn. Bạn phải luôn nhớ là chúng ta phải clear cache Ctrl F5 để làm sao chúng ta update được cái styling, tất cả những cái JS mới nhất trong cái dự án của bạn. Có rất nhiều bạn là không biết điều này hay là quên phải clear cache khi bạn có những cái update. Nên là có những bug mình mãi không thể fix được. Tuy nhiên là chỉ cần là F5 phát là nó mất ngay. Ctrl F5 nó mất ngay. Là nó apply những cái nội dung mới ngay lập tức này. Đây, bắt lại dự án chúng ta, bạn để ý là sau khi tự clear cách đi ấy, thì tất cả các style đã bị mất rồi này. Header view short code này, page short code này, tôi click vào đây chẳng hạn, thì nó bị not found luôn. Nó không tìm thấy cái folder lib này, bootstrap. Đấy, không thể tìm thấy luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đổi thôi, đổi đường dẫn thôi. Tôi đố các bạn tìm được luôn bây giờ đây. Close đi này. Tôi bắt lại cái solution của chúng ta toàn project này. Tôi sẽ mở đến cái folder vật lý ở trên máy tính nhé. Open folder in file explorer này. Thì lúc này bạn để ý nhé. Cái folder test chiến VS đã vừa được tạo này. Đấy. Bạn có thể tạo luôn cái folder đó ngay từ đầu cũng được. Hoặc là bạn chạy cái solution thì nó tự động. Nó tạo ra cái folder cho bạn luôn. Ấn save file lên này đây. Bạn để ý này. Thì lúc này là cái file test chiến VS này cũng được tạo rồi này. Tuy nhiên đang bị ẩn đi này. Ẩn đi là vì nó vừa được tạo, nó chưa được add vào trong dự án của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như nào để chúng ta có thể là chạy website không bị lỗi? Tôi mở lại cái folder, tôi mở lại này. Và tôi sẽ copy nội dung ở trong cái folder webroot, tất cả các file ở đây, sang test.vs. Tôi chạy lại. Đó, cho đấm nằm lại nhé. Tôi và các bạn đã bảo fake nhé. Không sao nhé. Vậy lúc này là đã có code, đã styling chạy ngon này. Tôi view lại short code nhé, page nhé. Click vào đây. Tôi view được luôn chưa các bạn? Thay vì not found, bây giờ chúng ta đã nhìn được nội dung của file này rồi này. Tương tự đây cũng vậy. Ok. Để testing thôi, để comment lại cái này nhé. Vì chúng ta cũng đừng đổi làm gì. Bạn để ý này. Sau khi chúng ta bây giờ cái test chiến VS đã được add vào đây luôn rồi này. Tại vì nó là root folder. Nó là folder chính của chúng ta rồi ấy. Thì nó sẽ tự động add vào đây thôi. Nhưng tôi sẽ không dùng nữa đâu. Tôi xóa đi. Bạn để ý nhé. Thì tôi xóa đây đi này. Ok này. Tôi mở lại bên trên. Bên trong cái folder này. Ở trên cái file vật lý. Thì mặc định tôi cũng sẽ mất nhé. Có nghĩa là khi bạn thao tác ở trên Content Tree, ở trong Solution Explorer, bạn thêm mới sửa xóa thì nó cũng sửa xóa trên cái folder vật lý của các bạn. Nên các bạn cẩn thận nhé.
Ok. Thì video cũng khá là dài rồi ấy. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Chúng ta sẽ giải lao một chút và sẽ đi đến bài học sau nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.